Chào mừng các bạn đến với chương trình học kanji qua câu chuyện. Mình sẽ tìm hiểu những kanji liên quan đến bộ hầu ở trong tức hầu, túc chân và liễu kết thúc. Đó thì mình sẽ có những kanji giống giống như bộ này và chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu. Mình đến với những kanji của chữ hầu ở trong tức hầu thì đây là âm hán là hầu này. Nghĩa tiếng Việt ở trong tước hầu, hầu tước Mình sẽ phân tích Đằng trước là có nhân đứng nhé Xong có giống số 1 <laughs> Bên dưới là gì đấy, chữ gì Mũi tên bắn lên trời đây Bên dưới là mũi tên Thì mình ghép câu chuyện là người này Có một mũi tên là tước hầu Rất chuẩn nhé Người có một mũi tên chính là tước hầu Trong dưới vượng đó Cô là hầu tước này Hoặc là cô sắc cử là hầu tước mà là hầu tước luôn thì từ chữ tước hầu đó bây giờ mình thêm cái bộ màu xanh thì nó ra chữ khác để chữ hậu trong khí hậu đây nguyên cái màu đỏ này là 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 tước hầu nhá người có một mũi tên này và bây giờ thêm một nét sổ xuống đúng không thì là tước hầu có một vật có thể điều khiển khí hậu <laughs> tước hầu nhé, sổ xuống coi là một này một vật điều khiển khí hậu đây rồi hình minh họa này tước hầu ở viên ngọc đây một vật điều khiển khí hậu ở trong từ vựng là tenko là thời tiết chữ hầu ở trong cổ họng vì là cổ họng nên liên quan đến cái mồm Để bạn thấy logic chưa vì là cổ họng liên quan đến mồm nhé còn đằng sau thì chính là chữ tức hầu rồi đấy bây giờ ghép rất là dễ đúng không đây mồm này, của tức hầu này chính là cổ họng đấy hoặc là đây mồm tức hầu đây không nói được do đau họng <laughs> đây mồm tức hầu ra cổ họng nhé trong từ vựng là nô độ là cổ họng thì các bạn quen rồi mình đến với những can di của túc chân. Tức là âm hán là túc đấy. Nghĩa là chân. Là thủ túc là tay chân, chân tay. Đó. Âm hán là xúc. Ở trong nghĩa là xúc tiến. Thì mình phân tích. Đằng trước là người đứng này. Đằng sau là chân. Người mà chân bước nhanh là xúc tiến công việc. Đây. Người nhé. Chân bước nhanh. Dùng câu chuyện này. Là đang xúc tiến công việc. Đây. Hình minh họa đây. Đi rất nhanh. À, trước mình học là người... Con gái này mà chân đẹp là xúc luôn đây, Mấy anh chú ý là cũng nhớ được luôn Thì các bạn chỉ cần nhớ Phân tích rõ là có những bộ gì Thì mình sẽ ghép câu chuyện Có thể theo ý hiểu của mình Ở trong từ vựng là Soksin Soksin thì nghĩa là xúc tiến Đây mà là xúc này Và chữ tiến này Hoặc ở trong động từ là Unagasu Là thúc giục, nhắc nhở, khuyến khích Chữ chọc ở trong nắm bắt Vì nắm bắt nên có tay Đó Tay túm chân là nắm bắt đó đấy tay với chân này ghép với nhau ra nắm bắt rất là dễ nhá nắm chặt đúng không ạ ở trong từ vựng là thô đai đự thì nghĩa là nắm bắt chữ đồ ở trong học sinh đằng trước là nhân đè vì đằng nó có một nhân đứng này gạch thêm một nhát nữa gọi là nhân đè đằng sau là chữ chữ gì đấy chữ chạy chạy trên đất đấy thì ghép câu chuyện là đây đè lên nhau mà chạy là học sinh đè chạy là học sinh giống đây giống hình minh họa trong giờ giải chơi chạy đè lên nhau đó chính là học sinh trong từ vựng là xe tổ là học sinh này âm án là sinh đồ đây sinh chuyển về c đúng không ở trong giáo viên tiên sinh nhé chữ đồ này chuyển về tổ hoặc là thô hộ là sự đi bộ này đồ bộ những di của liễu kết thúc đây, kết liễu ấy. <laughs> liễu là âm hán này, nghĩa là kết thúc, hoàn thành. Đấy, nó rất là dễ hiểu nhé. Thì uh, chữ này ấy, nó viết giống chữ O ở trong bảng chữ cứng. Nên là mình có câu chuyện là mồm kêu O thì là đời kết thúc. Ai, giống cô gái này, mồm kêu A đồng một tiếng là tèo luôn. Trong thì vựng là studio là kết thúc. Hoặc là tắt, đúng không? Tắt máy, tắt chương trình. Ryokai là tuân lệnh hiểu rõ này cái này hay nói với sếp này chữ thừa trong nghĩa là thừa nhận thì mình phân tích ba nước thừa nhận kết thúc quan hệ đây ba cái xanh là giống ba nhá sau đó giống chữ nước này và ở giữa là giống kết thúc Điệu kết thúc đấy thì là ba nước ba nước kết thúc quan hệ là thừa nhận cho người vựng là sonin là sự đồng ý uh, phê duyệt ví dụ các bạn xác nhận đồng ý chữ kết bạn đấy ở trên mạng ấy, cũng là từ này và chữ cuối cùng là chữ trưng ở trong trưng cất hấp đấy thì mình có bên trên là thảo cỏ này sau đó là có giống nước đúng không có nét nhất này có đốt lửa này đó tức là cỏ thơm đây trưng cất đúng không trưng cất tinh dầu cỏ thơm qua nước và một lớp cách thủy là có đốt lửa ở dưới trong từ vựng là mưa sự là trưng hấp trưng hấp các món ăn đầu tiên chữ này thì quá dễ rồi, nó là nhìn cái là nhớ luôn là chữ liễu kết thúc, còn nó giống như là chữ a đó trong bản chữ cứng, thì có câu chuyện là kêu a là kết thúc à, cuộc đời, thì chữ này rất là dễ nhá. Nhưng mà từ sự liễu này mình sẽ sang một số chữ chữ thừa trong thừa nhận thì mình nhớ lại câu chuyện là có nước này, giờ là có ba, sau đó là có kết thúc, Nên câu chuyện là ba nước thừa nhận kết thúc một quan hệ đúng không? Có giữa là có ba này sau là có nước này và có liễu kết thúc chữ này mình phân tích là có thảo cỏ sau đó là giống như nước nhé đó qua một lớp nước này xong có nét nhất và có đun lửa thì là chữ gì ạ đây là chữ trưng ở trong trưng cất hoặc là hấp đúng không tức là cái cỏ này sẽ là trưng cất qua một lớp nước đấy đương nhiên dưới phải có đun lửa rồi đây là chữ trưng chữ xúc ở trong xúc tiến thì có là gì ạ Người đang đi, người chân đang đi rất nhanh để xúc tiến công việc Tức là có nhân đứng và có chân Hoặc là mình có câu chuyện khác là người chân đẹp thì xúc luôn Đúng <laughs> không? Đấy, ra chữ xúc Đây là có bộ túc nhé Đó, đằng trước là nhân đứng Tay túm chân là chữ chóc đúng không? Ở trong nắm lấy Tức là có bộ thủ tay và có bộ túc chân Tay túm chân Chữ đồ ở trong sinh đồ, tức là học sinh ấy Thì mình có đằng trước là bộ nhân đè Sau đó là chạy tức là đè lên nhau mà chạy là học sinh giống giờ chơi ấy, Rồi nó chạy đè lên nhau đó chính là học sinh chữ này mình phân tích có nhân đứng sau đó có giống số 1 và dưới là mũi tên tức là người có một mũi tên quý chính là tước hầu thế đây là chữ hầu ở trong tước hầu hầu tước chữ hầu này sang hai chữ ví dụ như là sang chữ khí hậu chẳng hạn hầu ra hậu nhá thì mình chỉ việc thêm một nét sổ xuống đó thì mình coi giống như câu chuyện là 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 tước hầu đấy có một cái vật mà điều khiển được khí hậu nó giống hẹn nhau nhé đó, thêm một nét sổ xuống thì là khí hậu còn khi mình thêm cái mồm thì chắc chắn phải liên quan đến gì đó là đến khu mồm rồi đúng không mình có mồm và có tức hầu tức là mồm tức hầu bị bị đau là do đau họng đây là hầu ở trong ít hầu tức là cổ họng thế như vậy mình vừa cùng các bạn ôn tập và học mới xong những kanji liên quan đến hầu tức hầu túc chân và liễu kết thúc bạn nào đã gặp khó khăn trong vấn đề học Kanji từ vựng thì có thể tham khảo thêm tủ sách Hách não tiếng Nhật thì tất cả những bài hướng dẫn theo sách Hách não Kanji và Hách não từ vựng thì mình sẽ được đăng lên kênh anh em mỗi ngày nên các bạn hãy chú ý đón xem.